thưa quý vị cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12 theo giờ Việt Nam. trong khi Les Bleus đang chuẩn bị giáo diết cho trận bán kết thì hai cầu thủ của đội Pháp đã không có mặt tại buổi tập ngày 12 tháng 12. điều này làm nhiều người dấy lên lo ngại phải chăng hai cầu thủ trụ cột này đã gặp phải chấn thương. liên quan đến sự vắng mặt của hai cầu thủ Aurelien Tchouameni và Dayot Upamecano. Liên đoàn bóng đá Pháp không có bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên, nhật báo Thể Thao L'Equipe của Pháp đưa tin rằng Upamecano bị đau họng, còn Chouameni bị chấn thương bắp chân gặp phải trong trận đấu với tuyển Anh vừa qua và cần hạn chế vận động mạnh tránh nguy cơ bị rách cơ. Nếu Upamecano không đủ thể lực ra sân trong trận gặp Maroc, huấn luyện viên Deschamps sẽ phải tính đến phương án thay thế cầu thủ này. Lựa chọn của ông có thể là Konate hoặc là Saliba đá cặp trung vệ cùng Varen. Trong khi đó, Tuchu Ameni là bài toán khó hơn khi anh đang chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu ở hàng tiền vệ đội tuyển Pháp. Tài năng trẻ này đang thi đấu xuất sắc ở vai trò tiền vệ trung tâm trong bối cảnh Leblers không có Paul Gopba và Kante tại World Cup lần này. Cuộc đối đầu bán kết giữa đội tuyển Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 15 tháng 12 giờ Việt Nam. Trước đó, đội tuyển Argentina sẽ chạm trang Croatia vào lúc 2 giờ sáng 14 tháng 2.